Máy làm sữa hạt RHB 600D là sản phẩm thế hệ mới từ thương hiệu Rapido. Với cốc thủy tinh chịu nhiệt lên tới 300 độ C, dung tích sử dụng 1400ml cùng lưỡi dao inox sắc bén giúp khuấy nhanh, đều và xay nhuyễn thực phẩm. Và đặc biệt, sản phẩm chính hãng duy nhất trên thị trường có lồng chụp chống ồn hiệu quả. Máy có đến 8 chế độ khác nhau, phù hợp với mỗi nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Sữa hạt sinh tố cho mẹ, pha trà cho bố, nấu cháo, súp cho bé. Mình sẽ hướng dẫn cách làm một loại sữa hạt vô cùng đơn giản, giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết và tăng cường sức đề kháng. Công thức thì mình sẽ để trên màn hình để cho mọi người tiện theo dõi. Với các nguyên liệu chuẩn bị sẵn, không cần ngâm hay nấu chín trước, chỉ cần cho tất cả vào cốc đựng. Sau đó thao tác một cách đơn giản, đậy nắp và đúng khớp, như thế khi đặt vào thân máy mới có thể hoạt động được. Để đảm bảo các công việc khác không bị ảnh hưởng, hãy dùng lồng chụp, giảm tiếng ồn cực kỳ hiệu quả. Độ ồn sau khi sử dụng lồng chụp chỉ nhìn hơn tiếng nói chuyện thông thường không đáng kể. Công suất máy và nhiệt độ sôi lên tới 100 độ C đảm bảo thực phẩm nấu chín. Sau khoảng gần 30 phút nấu chín, thành phẩm cho ra mắt vô cùng sánh mịn, không lợn cợn và cực kỳ thơm ngon. Tương tự đối với các chức năng khác, với bảng điều khiển điện tử tích hợp sẵn các chế độ riêng biệt, bạn chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, xét sẵn chế độ theo nhu cầu và thảnh thơi chờ đợi. Nhiều người ngại sử dụng máy sữa hạt chỉ vì cảm thấy quá lích kích khi sử dụng thì ở đây Rapido có chế độ tự làm sạch chỉ trong vòng 2 phút. Đặc biệt, thiết kế vuông vắn hiện đại dễ dàng cất gọn và tô điểm cho gian bếp nhà bạn. Sản phẩm nhà bếp cao cấp được bảo hành chính hãng tại Rapido trên toàn quốc.